Mình đang ở một nơi rất là hoang sơ. Tuy nhiên ở đây thì mình thấy nó có một dòng nước rất thích hợp để chúng ta có thể test một cái loa có khả năng chống nước. Ok. Trời có vẻ hơi nắng so với dự tính của mình. Mình đang ở một nơi rất là hoang vắng. Ở đây có một dòng suối rất thơ mộng và rất đẹp. Trên tay mình đang là hai chiếc loa của hãng Sauco chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam. Có tên là Sauco Motion Cộng hay là Motion Plus gì đó nếu chúng ta thích đọc theo kiểu tiếng Anh. Theo như thông số kỹ thuật thì hai chiếc loa này có khả năng chống nước đến IPX7, đồng thời là có khả năng chống sốc. Hôm nay mình sẽ thử test hai khả năng này coi như thế nào. Ok. Mặc dù loa có khả năng chống nước, tuy nhiên chúng ta phải đảm bảo là cái cổng kết nối sẽ được đóng chặt khi mà thả xuống nước. Ở đây mình test một lúc hai lo, tại vì nhà sản xuất công bố là lo này có khả năng ghép đôi, nghĩa là mỗi lo 30W, nếu chúng ta ghép đôi lại thì chúng ta sẽ có tổng công suất là 60W, rất là khủng. Mình thử nhấn cái này để ghép đôi. 1 2 3. Chúng ta sẽ nghe âm thanh rất là vui tai, nghĩa là hai loa đã được ghép đôi với nhau. Ok, bây giờ để mình cho chút nhạc. Mỗi khi thì giờ này trời rất mát, nhưng mà biết mình quay phim nên ông trời đã nắng rất là kinh khủng. Ok, để mình mở một ít YouTube. INCS Music. Chúng ta đã kết nối với loa Sauco Motion Cộng. Mặc dù đang mở hai loa nhưng chúng ta sẽ thấy trên điện thoại có một cái thôi, vì nó đang ghép đôi theo tiêu chuẩn True Wireless Stereo TWS. Mình sẽ thử một vài bài nhạc của No Copyright sau để đảm bảo là khi đăng lên YouTube chúng ta sẽ không bị dính bản quyền.